Dạ vâng, xin chào các anh chị. Rất vui được chia sẻ với các anh chị về lập kế hoạch thực tế chiến lược kinh doanh và marketing của năm. Tên tôi là Phan Anh, số điện thoại là 0989 623 858, email là phananhonline@gmail, Facebook cũng là Phan Anh Online luôn. Các anh chị có thể vào những cái kênh như vậy để các anh chị tìm thông tin của tôi. Và một cái video này chính là một cái video rất là đặc biệt. Tôi sẽ chia sẻ về việc là lập kế hoạch thực tế chiến lược kinh doanh và marketing trên một cái mẫu thực tế, được chưa ạ? Vừa rồi tôi đã trình bày rất là nhiều những cái bài liên quan đến chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược quảng cáo, truyền thông, chiến lược về nhân sự, chiến lược về triết lý kinh doanh, chiến lược về quy trình, đúng không ạ? Và chiến lược về tài chính. Thế thì cái video này tôi sẽ thao tác trên máy tính và tôi sẽ quay lại một chút để cho các bạn theo dõi cho nó dễ. Trong một cái phần lập kế hoạch ấy, thì tôi đánh giá có một cái phần rất là quan trọng, đó chính là về kế hoạch hành động, đúng không ạ? Thì hiện nay các cái bản kế hoạch tôi đã xem thì tôi thấy có khá là nhiều bản là thiếu cái phần kế hoạch về hành động. Thì đây là cái mẫu đề cương thì tôi đã trình bày với các bạn rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là giới thiệu về công ty, mục tiêu của bản kế hoạch, các chiến lược quan trọng như sản phẩm, giá, quảng cáo, kênh phân phối, nhân sự, quy trình, tài chính, vân vân. Thế còn kế hoạch hành động thì như thế nào? Được chưa? Thế thì cái bản này thì tôi viết đây cũng khoảng 60 trang A4 thì tôi sẽ gửi lại cho mọi người để mọi người theo dõi cho nó dễ. Bây giờ ta đã sang cái phần kế hoạch hành động chi tiết, được chưa? Và để thuận tiện thì tôi cũng quay màn hình luôn cho các bạn xem thao tác thêm một chút, được chưa? Vâng. Ví dụ như thế này thì đây là một cái mẫu biểu, đây là một cái mẫu biểu các bạn nhé. Tôi lưu ý rằng là mẫu biểu này các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể chỉnh sửa sửa đổi thoải mái, bởi vì là nó cũng không đánh giá là mẫu nào hay hơn mẫu nào. Mỗi người có một cái thói quen của riêng mình. Thì tôi tạo ra một cái mẫu biểu như thế này để các bạn xem. Thì đầu tiên ở cái phần file Excel này các bạn có thể nhìn thấy có một cái sheet đầu tiên, đúng không ạ? Cái sheet này là tôi làm cái mẫu cơ bản của cả năm. Đấy. Tôi gọi nó là roadmap business marketing. Tức là roadmap, tức là cái lộ trình, cái quá trình, cái tiến trình. Các bạn có thể sử dụng từ roadmap này hoặc là từ timeline này, đều chuẩn, đều được, được chứ? Lịch trình hoặc không, các bạn có thể dùng tiếng Việt được, không sao cả. Đấy. Thì trong cái roadmap này thì tôi có để cái ô màu cam, tức là kế hoạch về doanh số, ô màu vàng là chi phí về marketing, và ô màu xanh nước biển là các công việc. Đánh màu như này cho chúng ta dễ nhìn thấy thôi, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm cả. Ý tôi muốn nói là chúng ta làm không những là phải đẹp, phải chuyên nghiệp, phải chất lượng, đúng không ạ? Thì tôi muốn là tạo ra một cái bảng như vậy. Và tôi xin lưu ý rằng là bảng này các bạn là có thể tham khảo nhé. Các bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt thoải mái cho nó phù hợp. Đấy, ví dụ như là ở đây các bạn có thể nhìn thấy số thứ tự này, các hạng mục này, từng tháng trong một năm, đúng không ạ? Từ tháng 1 đến tháng 12. Đấy. Kế hoạch doanh số màu cam đây ạ, đúng không ạ? Chúng ta có thể đưa vào đây, từng tháng vào đây được, đúng không ạ? Doanh số tổng đây, tôi đưa vào đây. Tất cả những con số này chúng ta sẽ tính ở đây tùy theo đơn vị của mọi người. Đơn vị ví dụ như là đơn vị các bạn tính là triệu đồng hay đơn vị là tỷ đồng tùy các bạn. Ở đây tôi đang sử dụng đơn vị là triệu đồng, đúng không ạ? Doanh số dự kiến chúng tôi muốn đạt được đó là 43 tỷ đồng. Có lẻ một chút, được chưa ạ? Sắp xỉ 43 tỷ, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thế thì tôi cộng nó lại. Cái con số này tại sao các bạn thấy tăng, đúng không ạ? Giảm theo từng tháng, ví dụ tháng 1 2 tỷ 8, tháng 2 2 tỷ 3, tháng 3 1 tỷ 6, tháng 4 lại 3 tỷ 6, đúng không ạ? Tháng 5 là 4 tỷ 4, kiểu như thế. Nó lên xuống theo hình sin như này thì nó phụ thuộc vào cái tình hình kinh doanh của tháng đó trong những năm trước, đúng không ạ? Bởi vì một năm chúng ta không thể chia đều, ví dụ doanh thu của chúng ta là tôi lấy ví dụ làm chẵn đi, 44 tỷ chia cho 12 tháng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chia bình quân ra. Như vậy mỗi tháng chúng ta khoảng gần 4 tỷ. Thì có phải tháng 2 tỷ và có tháng nó phải 5 tỷ, nó gánh, nó phải tăng giảm, bởi vì là nó phụ thuộc vào cái tình hình kinh doanh thực tế của tháng đó. Ví dụ như là tháng 3 dương lịch thì nó là cái tháng sau Tết, thì thường là mọi người sẽ không có mua bán gì nhiều. Đấy, doanh số nó sẽ kém. Đấy. Trong cái doanh số tổng như này thì tôi chia nó ra thành các cái nguồn doanh thu. Các nguồn doanh thu, đúng không ạ? Bao gồm là bán lẻ, BL, bán lẻ, đúng không ạ? BL mới, bán lẻ mới, tức là chúng tôi sẽ ra thêm các cái
chuỗi nữa, đúng không ạ? Bán lẻ, bán trực tuyến, online, bán buôn, đúng không ạ? Bán buôn, nhượng quyền, vân vân. Đấy thì cái này là những cái ký hiệu mang tính chất cá nhân thôi. Các bạn khi làm kế hoạch của các bạn không nhất thiết là phải làm như vậy, được chưa ạ? Xin nhắc lại một lần nữa để tôi yên tâm, tôi trình bày đó là đây là một mẫu tham khảo nha. Các bạn có thể căn cứ vào đó, các bạn lấy ý tưởng cho mình và các bạn sáng tạo cho mình những cái bản riêng của các bạn cảm thấy khôn ngoan hơn, thông minh hơn, tiện nghi hơn, được chưa ạ? Tôi thì tôi nghĩ được cái bản như thế này thì tôi sử dụng cho các bạn, ok? Đó. Thế thì ví dụ như là bán lẻ thì tôi có chuỗi thứ nhất, chuỗi 1, đúng không ạ? Chuỗi cửa hàng, một cái thương hiệu ABC gì đấy, tôi đã phải giấu hết các thương hiệu đi rồi. Thứ hai là một cái chuỗi mới, đúng không ạ? Rồi thì thương mại điện tử. Chuỗi thì có thể chúng tôi mới chỉ mở được 2-3 cửa hàng thôi. Thì chúng tôi cũng có thể đã là chuỗi rồi, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì thương mại điện tử, đúng không ạ? Đối với thương mại điện tử thì chúng tôi chia nó ra là doanh thu từ web, đúng không ạ? Từ web của chúng tôi. Chúng tôi phải đặt kỳ vọng, ví dụ như là doanh số có thể đạt là 20 triệu một tháng chẳng hạn, đúng không ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy 23 triệu một tháng. Đấy. Doanh số từ Facebook, đúng không ạ? Facebook thì tôi có fanpage, tôi có group, tôi có profile thì đó, hoặc là thậm chí tôi có cộng tác viên ở trên Facebook. Doanh số của tôi đạt khoảng 145 triệu một tháng, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Doanh số từ các web thương mại điện tử đối tác như tôi nói đấy, như là Aday rồi, Tiki, Lazada, Sendor, Shopee, Robby, đúng không ạ? Lotte, đấy là những cái trang thương mại điện tử lớn. Hoặc là các bạn có thể ấy thêm, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm thêm các cái đối tác khác phù hợp với mình hơn, được chưa ạ? Việc mà đưa các cái sản phẩm của mình lên các trang này thì đòi hỏi theo cái yếu tố về hợp đồng, về thương hiệu, về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Thì sản phẩm của chúng tôi có thương hiệu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì đưa lên rất là dễ thôi, đúng không ạ? Còn cái chuyện bán được hay không thì là phụ thuộc vào hai bên, từ bên đối tác web thương mại điện tử cũng như là từ phía chúng ta, được chưa ạ? Tiếp tục đến là từ doanh số từ các cộng tác viên online. Ví dụ như tháng 1 tôi để là 0 đồng, tháng 2 tôi cũng để 0 đồng, tháng 3 tôi để 13 triệu, đúng không ạ? Thế thì làm thế nào? Tháng này thì tôi là tháng Tết, thế nên là tôi cũng không thể có doanh số được, đúng không ạ? Thế ra Tết thì tôi làm nào có được 13 triệu? Thì tôi sẽ nghĩ đơn giản như này. Mỗi người bán cho tôi 1 triệu một tháng. Đấy. Thì 1 triệu một tháng chỉ cần bán 2 sản phẩm thôi là được 1 triệu rồi. Vậy thì tôi sẽ cần 15 cộng tác viên. Vậy câu chuyện lúc này tôi sẽ làm thế nào để có 15 cộng tác viên? Và mỗi cộng tác viên bán cho tôi 1 triệu, đúng không ạ? Đấy, đấy là về mặt ý tưởng. Còn thực thi được hay không thì lại là các bạn lại phải triển khai cái chương trình cộng tác viên của mình, tuyển dụng, đào tạo vân vân, đúng không? Mảng bán buôn, tháng 1, tháng 2 thì chúng tôi không có doanh số, tôi để là 0. Đến tháng 3 tôi có thể để 20 triệu, để thấp, nhưng mà tháng 4 tôi sẽ để cao hơn, tháng 5 tôi sẽ để cao hơn một chút, đúng không ạ? Vậy bán buôn thì tôi sẽ phải làm gì, đúng không ạ? Bán buôn thì tôi sẽ phải chạy quảng cáo, tìm đại lý, tôi sẽ phải tuyển nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh của tôi sẽ phải gọi điện, telesale, gửi email, gặp khách hàng để chào các dịch vụ, chào các sản phẩm của chúng tôi, chào các chương trình bán buôn và chiết khấu tốt của chúng tôi, đúng không ạ? Vâng.